Các bạn ơi, con nai nè các bạn ơi. Hôm nay mình lại đi casino thấy. Ồ, không chỉ một con mà tới mấy con luôn nè. Wow. Wow. Con nai. Đi ăn buffet nha các bạn, ăn buffet lobster ở Jackson Casino. Thấy mấy con nai rất là dễ thương. Mình thèm buffet đây quá, thành ra là hai chồng mình ở hơi bị xa hình nhưng mà cũng đi. Mọi người hãy xem ông chồng tham ăn của năm. Tham ăn dễ sợ luôn. Trước vô cũng bàn này, giờ cũng vô bàn này. Trước á, mình cũng đi ăn buffet chỗ này nè các bạn. Mình ngồi đúng ở cái bàn này mà ở đây rất là nhiều, rất là đông. Còn 24 chắc mình đoán chắc có hơn 50 bàn. Mà không hiểu tại sao mình lại ngồi đúng ngay chỗ này nữa. Đúng là cái duyên. Bây giờ thì mình ăn xong rồi, mình no quá. Bây giờ còn có miếng tráng miệng nữa là mình xong. Và nãy giờ mình quên giới thiệu là ngày hôm nay là mình đang ăn ở Jackson. Jackson Buffet. Giờ thì mình ăn thêm một tí cái chi. Cái chi, bánh chi này rất là ngon. Ngon như là mình mua ở tiệm vậy đó. Giờ mình quay mặt ông chồng ham ăn của mình cho bạn. Một cái rổ luôn, cái xô tàn là ổng ăn không. Đây cái mặt của ổng hả? Quay. Ăn còn miếng nè, mình ráng mình ăn hết. Bỏ mang tội. Đây là củ cà rốt đó các bạn. Em mình đang cắn gan dở nè. Nó không có mềm, nó cứng lắm, giống như người ta chỉ nướng sơ thôi chứ không phải là người ta nướng chín. Người ta rắc lên một chút muối và một chút tiêu. Còn đây là cái bò này nướng, nướng chín rồi. Đây là khoai tây nghiền. Người ta nói hả là căng da bụng trùng da mắt, đúng thiệt luôn á các bạn, no quá. Vlog nè, hôm nay á là cho chồng lên sóng, chiếm sóng luôn nè. Chồng đã ăn 5 con tôm hùm, không biết bao nhiêu cái càng cua mà nói. Và bây giờ thì tiếp tục ăn steak nữa nè. Quá dữ luôn nha, chồng quá dữ luôn. Ăn steak xong này rồi, là quá đặc biệt luôn á. Bốc khói luôn, chồng đó. Ăn xong rồi tối giờ ngủ phải không? Ừ. À, chuyên mục dìm hàng. Anh đang ăn gì vậy? Ăn đồ tráng miệng. Đồ tráng miệng hả? Cốm thì nhiều màu vui vậy. Cho em hủi cốm đi, cốm thì nhiều màu vui vậy. Cốm thì nhiều màu. Xanh xanh đỏ đỏ cho nhỏ mượn mà. Ăn cũng giống như cốm bình thường thôi hả? À. Nhưng mà nó thơm hơn, nó thơm như thơm mùi kẹo á. Ôi, nay chồng tôi ăn rồi, ăn ghê không kìa. Cười cái ai?